quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo xây dựng nông thôn mới với những tiêu chí thân thiện môi trường, thông qua việc gìn giữ các ao hồ điều tiết không khí và chống úng, đồng thời làm cho diện mạo làng quê tươi đẹp hơn. Hồ Đa Quang, rộng trên 9.300 m², thuộc thôn Đa Quang, xã Dị Chế, được triển khai xây dựng với quy mô công trình trên 3 tỷ đồng, đang trong thời gian hoàn thiện. Mặc dù chưa được xây dựng xong, nhưng việc hoàn thành vỉa hè và lan can an toàn bảo vệ xung quanh hồ đã tạo ra sân chơi cho thiếu nhi và người lớn tuổi trong thôn. Hồ Điềm Tây, xã Bình Phượng không chỉ tạo cảnh quan cho môi trường giáo dục bởi hồ nằm sát trường tiểu học của xã mà còn có tác dụng bảo vệ đường chống úng cho các khu vực xung quanh. Theo quan điểm tôi thì khi mưa đến thì nó để chứa nước. Thứ hai nữa là điều hòa không khí cho thôn xóm. Nó làm đẹp làng, đẹp xã. Huyện Tiên Lữ hiện có 47 ao hồ nằm trong danh sách bảo tồn và gìn giữ. Xã có nhiều ao hồ nhất là Minh Phượng với 9 ao hồ. Xã có ao hồ rộng nhất là Thụy Lôi với diện tích đầm bến rộng trên 3 hectare. Xã có nhiều ao hồ đẹp nhất là xã Hai Triều. Bên cạnh lợi ích điều hòa không khí, dự trữ nước chống úng cục bộ, thì các hồ ao còn được một số địa phương của huyện cải tạo thành nơi tập bơi cho thanh thiếu niên. Có trên 30% số hồ được cải tạo với thiết kế đồng bộ, gồm giao thông nội bộ, lát đá vỉa hè, trồng cây xanh bóng mát và đèn chiếu sáng ban đêm, tạo sân chơi nghỉ dưỡng sau ngày làm việc cho nhân dân địa phương. Thực hiện cái quyết định 1421 ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban tỉnh Hưng Yên về việc bảo tồn các ao hồ, Ủy ban huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tu bổ tôn tạo các ao hồ ở trên địa bàn, đặc biệt là các khu trung tâm, các khu dân cư để giữ được cảnh quan. Việc gìn giữ, xây dựng, cải tạo để mỗi ngày có thêm các ao hồ, phát huy công năng vốn có của nó, không chỉ cần chính quyền quan tâm đầu tư mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân đang sinh sống cạnh ao hồ. Đây chính là yếu tố cốt lõi để các thế hệ được hưởng nguồn không khí và cảnh quan do các ao hồ tạo nên cho những khu dân cư nông thôn mới trong tương lai.